Kể chuyện nuôi heo trong tù. Tác giả Quang Dương. Năm 1978, từ đội 2 làm ruộng, tôi được đưa về tổ chăn nuôi. Tổ gồm có 8 người, trong đó có tôi và thiếu úy Hoàng Đình Huế, phụ trách tắm rửa và massage cho heo. Thiếu úy Huế có cái tật là khi phục vụ cho heo thường đem thơ ra đối phó. Điều đặc biệt là hắn ta chuyên môn dùng thơ của nhà thơ cách mạng Tố Hữu. Hắn đọc đi đọc lại hoài, cho đến mãi hôm nay, sau gần 50 năm mà tôi vẫn còn nhớ mang máng như sau. Hôm qua loa gọi ngoài đồng, tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao. Làng trên xóm dưới xôn xao, làm sao ông đã làm sao mất rồi. Ông Stalin ơi, ông Stalin ơi, hỡi ôi ông mất, đất trời có không? Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình thương một, thương ông thương mười. Thơ Tố Hữu. Tôi hỏi hắn, thơ văn tiền chiến của các nhà thơ mượt mà lãng mạn hơn nhiều, sao không dùng, mà toàn dùng thơ chứa đầy bờ đích mấy thằng Tàu và Nga không vậy? Thì hắn trả lời gọn lõn. Thơ văn của miền Nam nhân văn quá nên bị cấm dùng, mà nếu có dùng heo nó cũng không hiểu. Tưởng hắn nói khịa, ai dè hắn nói thật, bởi vì 20 cô heo nái trong tổng số 150 con mà chúng tôi có nhiệm vụ phục dịch lại thích nghe thơ Tố Hữu. Hình như mọi sinh vật trên đời này, hễ là giống cái thì đều thích nghe lời nịnh bợ. 20 cô nàng đều thuộc dạng khó tính. Mỗi khi đến giờ tắm rửa, không có cô nàng nào chịu đứng yên một chỗ để cho hai thằng tôi phục vụ, mà lại chạy tứ tung. Cả 20 cô nào cũng nặng từ nửa tạ trở lên, trong khi hai thằng tôi không đứa nào nặng tới 40 kg. Mấy bữa đầu tôi và thiếu úy Huế thỉnh thoảng bị mấy cô hút té ngửa như chơi. Xém mấy lần hai thằng tôi suýt bị heo lấy thịt đè người. Huế nói sách có câu té chỗ nào thì đứng dậy từ chỗ đó, và không biết từ lúc nào hắn phát giác ra chiêu thức dùng thơ Tố Hữu để trị mấy con heo. Hắn vừa đọc thơ vừa gãi nhẹ nhẹ vào bụng. Mấy cô heo cô nào cô nấy mắt cũng đều lim dim. Khi các cô đang phê lòi mắt ra rồi, tôi chỉ có nhiệm vụ xối nước lên kỳ cọ massage chút đỉnh là xong. Công việc đâm ra nhẹ nhàng, đúng là trong cái khó lại ló ra cái khôn. Chuồng heo cách giếng khoảng 100 mét, tôi và Huế một đứa kéo gầu lên và một đứa gánh vào. Biết được mánh này nên hai thằng tôi cũng bất cực khổ hì hục. Cảm ơn nhà thơ Tố Hữu đã để lại cho đời những bài thơ rất hữu dụng cho heo. Trong tổng số 150 con heo, hùng dũng oai phong nhất là anh heo nọc. Anh chàng này cao to thuộc loại từ hải. Khoảng đo từ dưới đất lên lưng anh chàng này ước chừng cao hơn cả mét. Chàng heo nọc độc quyền phục vụ cho 20 cô đang phân phẫn ở tuổi nà dòng. Số heo còn lại đều là trai tơ, gọi là heo thịt. Mấy trai tơ này ở tuổi dậy thì thích phá phách và quậy bất kể ngày đêm. 20 cô nái đang tuổi nở hoa sung úc nào cũng sẵn sàng phá chuồng, welcome mấy chú để làm chuyện con heo. Mấy anh heo tơ cũng không vừa gì. Hễ tụi tôi lơ là một tí là nhào qua chuồng hàng xóm để thả dê mấy bà chị của mình. Người cán bộ quản giáo phụ trách thấy vậy, bảo tụi tôi thiến hết đám đó để vừa trị chứng quậy vừa bảo vệ danh tiết cho những cô nàng. Ngày thiến heo là ngày huy hoàng của tổ chăn nuôi, vì sau khi thiến thế nào cũng được chia cho vài hòn để cải thiện.
đó là những viên thuốc đại bổ dành cho những cơ thể vốn chỉ còn là những bộ xương đói quanh năm của tuổi tù chúng tôi. Nhưng thích nhất vẫn là những lúc cho chàng Ngọc làm nhiệm vụ gây giống. Chúng tôi dù đang mang thân tù tội vì sự oan khiên của lịch sử, nhưng vẫn là những thanh niên còn máu nghịch ngợm trong người, nên rất vô tư đứng xem chàng heo nọc đóng phim sex. Tiêu chuẩn cho chàng là 2 trứng gà sau khi làm xong nhiệm vụ. Nhìn 2 trứng gà bé xíu được chàng nọc cao to đưa mồm ra táp gọn, tụi tôi đứa nào cũng phân bì với nó. Vừa sướng lại vừa có trứng gà tẩm bổ. Chả bù tụi tôi năm khi 10 họa mới được chia cho vài hòn của mấy chú heo non hấu đá kia. Chàng heo nọc dù phong độ hiên ngang như Từ Hải, nhưng phải phục vụ cho đến những 20 em mà không có ai thay thế cho, nên cũng phải đến lúc lực bất tùng tâm. Thấy hầu như ngày nào cũng bắt chàng hì hục làm chuyện con heo, tội nghiệp quá. Tôi có đem thắc mắc này hỏi Hoàng Đình Huế. Hắn nói mấy con heo nái khi nở hoa sung, nó rượng đực dữ lắm. Nếu không thỏa mãn thì tụi nó phá nhà, sẵn sàng nhào qua, hãm hiếp mấy chú heo tơ, dù đám này đã thành thái giám. Thêm nữa, ở trên ban xuống là phải gây giống tăng trưởng số heo trong chuồng. Từ 150 phải tăng thành 200 cho kịp chỉ tiêu. Nhìn chàng heo nọc làm nhiệm vụ, nhiều khi cần phải nhờ tụi tôi trợ giúp, mà nghĩ thương vua chúa ngày xưa một mình chống chọi với từng ấy cung nữ vương phi. Có câu triết lý, hưởng đến tận cùng của sự hưởng thụ sẽ trở thành bi đát, quả là không sai. Vào một buổi sáng đầu xuân, khi đám tù chúng tôi thức dậy ra thăm chuồng thì phát giác người Hùng âm thầm chết cô đơn vì kiệt sức. Hùng Tinh liền lập tức báo về ban chỉ lãnh đạo trại. Tổ chăn nuôi khẩn trương khiêng con heo chết vì yêu kia về tổ hậu cần, tức là nhà bếp. Con heo nọc dù kiệt sức vì chơi bời, nhưng dù sao vẫn còn mập hơn tụi tôi. Đoạn đường từ chỗ chăn nuôi về tổ hậu cần dài khoảng 2 cây số. 4 thằng trơ xương y ạch thay phiên nhau khiêng. Hai bên đường là những rẫy bắp, rẫy mía. Đám bạn tù đang cuốc đất thấy chúng tôi khiêng con heo nọc, mặt mày ai nấy đều tươi rói, vì biết rằng trong buổi cơm chiều thế nào cũng được một miếng thịt. Nhiều tên thật ác, thừa lúc cán bộ quản giáo và bộ đội vũ trang ngó chỗ khác, liền ra dấu hiệu hoan hô chúng tôi như những người hùng lập chiến công, mang chiến lợi phẩm đi giữa hàng quân. Tụi tôi vừa khiêng heo, vừa nháy mắt ra dấu cho họ biết có mừng thì đừng mừng ra mặt. Vì đám cán bộ mà thấy được thì lấy đó làm cớ để kết tội phá hoại kinh tế chụp lên đầu tổ chăn nuôi. Tuy ra dấu như vậy, nhưng 4 tên khiêng heo cũng lén cười kháy với nhau. Vì ít ra những người bạn cùng chung cảnh ngộ với mình, sau bao nhiêu ngày tháng nhịn, rồi cũng có ngày được ăn thịt, dù đó là thịt một con heo nọc, hôi mùi xạ, không thơm tho gì, mà lại dai như quai dép. Chiến sĩ Từ Hải tử nạn vì 20 nàng kiều, khiến cho tổ chăn nuôi phải thức 2 đêm để họp hành kiểm điểm xem có sự cố tình phá hoại xen vô cái chết kia không. Ông trưởng trại, thường gọi là ban trưởng, bắt chúng tôi kiểm điểm là tại sao trại giao cho 150 con heo sau 6 tháng to bằng 150 con khỉ. Tiêu chuẩn nuôi heo là tụi tôi phải ra rừng cắt lá rướng, còn gọi là lá nhám, về sắc nhỏ, trộn với cám được lấy từ tổ xây giả đem nấu cho ăn. Tên phụ trách nấu cháo heo cũng đói quá, nên trong mấy thúng cám có dính mấy mày tấm trăng trắng bé xíu cũng lượm ra để ăn ké. Nên cám hình như không có bà con dòng họ gì dính líu với tinh bột. Ai nói ăn tạp như heo, chứ heo của trại A30 giao cho chúng tôi nuôi, nhiều khi đổ cháo vô máng, nó ngửi xong muốn lắc đầu.
vì chỉ có món rau và cám lạt nhách mà ngày nào cũng như ngày nấy. Trại trưởng bắt làm kiểm điểm tại sao heo lại ốm. Điều này cũng khó kiểm điểm vì ngay cả chúng tôi đây không mập nổi, huống gì heo. Khi bước chân vô trại, chúng tôi là những thanh niên phơi phới đẹp trai, nhưng ở tù mới chưa đầy 3 năm mà đứa nào đứa nấy muốn trở thành mấy ông già lòi xương sườn. Đối với chính quyền cách mạng, mọi người dân đều bình đẳng, đều được ấm no như nhau, nên chúng tôi không được quyền ốm đói. Nếu chúng tôi ốm lòi xương ra, có nghĩa là chúng tôi đi ngược lại đường lối chủ trương của đảng và cách mạng. Hành vi đó là chống đối, là phản động. Khi bị tập trung vô các trại lao động khổ sai vì không có bản án, nên ngày về không biết ngày nào, tháng nào, năm nào, nên không đứa nào dạy gì chống đối. Thế là 8 cái đầu bằng cấp đầy mình kia vận dụng trí tuệ ra để mà làm kiểm điểm, miễn sao thoát được tội phá hoại sản xuất sau cái chết của một con heo. Đám thanh niên tụi tôi vừa làm kiểm điểm, vừa lén nháy mắt nhau cười. Thiếu úy Hoàng Đình Huế có bằng cử nhân, xuất thân từ Học viện Cảnh sát Quốc gia Thủ Đức. Hắn người gốc Huế, nhà ở Nha Trang, có làn da trắng trẻo thư sinh. Cái giọng Huế trò trẻ của hắn mỗi lúc đọc thơ Tố Hữu cho heo nghe sao mà trầm ấm và ngọt lạ lùng. Tôi đây nhiều khi còn muốn chịu không nổi, đừng nói chi là heo. Khi chúng tôi gặp nhau trong tù thì cả hai đều ở lứa tuổi 25. Ngày đó tuy còn trẻ, nhưng Huế dự đoán là sau 50 năm nữa cả thế giới này sẽ khốn đốn vì nạn da vàng. Huế nói Mỹ lo chuyện Trung Đông nên chọn bắt tay với Trung Quốc, bỏ rơi miền Nam Việt Nam sẽ là một sai lầm. Huế nói 50 năm nữa, dân số Trung Quốc sẽ tăng gần 2 tỷ, với mộng làm bá chủ, họ sẽ bành trướng khắp Nam Châu, và nạn nhân không lối thoát gần nhất chính là Việt Nam. Thiếu úy Huế nói, để thoát cảnh đó, sau khi ở tù ra, hắn sẽ tìm cách vượt biển. Năm 1981, sau 6 năm tù, hai đứa được thả. Trong khi tôi còn đang lấn cấn gia đình, thì Hoàng Đình Huế vượt biên không thành, bỏ xác trên Biển Đông. Riêng tôi thì đi tị nạn chính trị tại Mỹ năm 1993. Huế chết trên đường tìm tự do, cho mãi đến sau này, khi qua đến Mỹ tôi mới hay tin. Giờ đây, sau 46 năm, nghĩa là kiến thức của tôi là kiến thức của một lão già ngoài 70. Nhưng trong lòng tôi vô cùng kính phục kiến thức chàng thành niên 25 tuổi với những nhận định chính trị và tầm chiến lược nhìn rất xa kia. Đã thất thập cổ lai hy, sau một quãng đường dài đã sống, giờ tôi cũng sắp đến giờ gặp lại bạn mình. Thân phận của kiếp con người cuối cùng thì cũng chỉ là hạt bụi. Chiều hôm trái gió trở trời, sốn con mắt giống có người ngồi trong. Tưởng đâu hạt bụi vô tình, từ thiên thu lội mây ngàn ghé thăm. Xa hơn là chỗ tôi nằm, hai tay trên bụng, hai chân khép đùi. Mai kia dù có trở trời, hạt bụi hết chỗ còn nơi tìm về. Tôi là hạt bụi xa quê, lên đền nắng gió bốn bề hư không.